bộ kích điện 12V lên 220V sóng sin. Với cái loại này giá thành rất là rẻ mà nó chạy khá là ổn luôn các bạn ạ. Chính vì vậy mà mình đã nhập về một cái số lượng để cung cấp cho những ai chúng ta có nhu cầu. Đối với cái bộ này thì nó sẽ chạy điện áp là 12V lên 220V. Công suất đạt đỉnh là 1600W tức thời. Còn công suất chạy liên tục đạt được là 700W các bạn nhé. Và cái điều hay của nó chính là nó sẽ là dạng sóng sin chuẩn, chạy quạt không bị kêu quạt và không bị nóng quạt, không bị cháy quạt. Rất là thích hợp cho những khi mà chúng ta chạy mất điện hoặc là những vùng mà không có điện, chạy quạt này, tivi, bóng đèn các thứ ok luôn. Với những cái công suất mà nó dưới 1600W khởi động và công suất liên tục là 700W thì chúng ta sẽ chạy này ok các bạn nha. Về mặt đằng trước thì nó sẽ có một đồng hồ báo cho bình ắc quy này. Phía này nó sẽ có cái cổng AC out, tức là điện áp 220V ra đây. Công tắc tắt mở này, đèn xanh là báo trạng thái chạy, đèn đỏ là báo trạng thái lỗi hoặc là hết điện các bạn nhé. Cái này nó sẽ có bảo vệ quá tải, bảo vệ chống ngược ắc quy luôn các bạn nhé, chống cặp ngược ắc quy luôn. Đó, rất là hay. Với video trước thì một số anh em đã mua rất là nhiều hàng này rồi. Và ngày hôm nay thì mình tiếp tục mình nhập về và mình sẽ test thử từng chiếc một. Và mình cũng sẽ báo giá luôn. Với cái giá là 730.000 một chiếc và bao phí vận chuyển toàn quốc mọi người nhé. 730 bao ship luôn. Và sẽ được test chạy trước khi gửi đi. Ở đây thì mình bày lên đây để mình test này, cho nên là mình cũng quay lại video này luôn. Và mình cũng nói luôn, đối với cái loại này sẽ có cái giá bán là chưa bao gồm phí bảo hành mọi người nhá. Có nghĩa là sẽ không bảo hành. Giá 730 không bảo hành. Nhưng mà bên mình đảm bảo là trước khi gửi đi sẽ test chạy luôn các bạn nhá. Và ở đây mình trong cái video này mình đang test luôn này. Bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn xem cái chế độ mà nó chống cặp ngược nhá. Ví dụ như bình ở đây của mình là dương này. Cái này thì mình sẽ cặp vào cái cực đen này. Đó, và khi mình cặp cực đỏ đây. Đây các bạn thấy này, không vấn đề gì. Kể cả khi các bạn bật hay tắt thì nó cũng không chạy nha. Con này rất là hay, chống cặp ngược ắc quy luôn. Đó. Và khi mà các bạn cặp đúng cực tính thì chúng ta bật nó mới chạy nha. Bây giờ mình sẽ cặp đúng cực tính này, âm và âm, dương và dương nha. Đó, thì bắt đầu nó mới nhận điện áp. Đây là bình 12V này. Và mình sẽ bật công tắc lên này. Thì các bạn thấy rằng nó chạy ok luôn. Đó, điện áp nó báo là 12.3V này. Và đèn xanh báo này tức là có điện 220V rồi. Ở đây là một cái khâu mà mình test tại trước khi mình gửi đi cho khách hàng nhá. Tất cả các máy bên mình đều gửi đi đều test với giá là 730.000 bao ship và bao test chạy trước khi gửi đi các bạn nhá. Ở đây thì mình sẽ test cả cái tải công suất rất cao luôn. Đó, xem là máy nó có vấn đề gì không. Bình các bạn thấy rằng nó sẽ xuống đến 10V này là nó sẽ không đủ để chạy được cho cái này. Bởi vì cái bộ pin này của mình nó là pin 3S cho nên là điện áp nó không đủ. Đó. Đây, test này. Hoặc là bây giờ mình sẽ cho các bạn xem khi mình test đủ nhá. Là cái bóng đèn hai bóng sợi đốt này nó sẽ chạy này. Đó, đây là nguồn 12V cặp trên bàn này các bạn nhá. Đây, cặp trên bàn 12V này. Bây giờ mình sẽ bật nguồn này. Điện áp đây báo 12V3 này. Và sẽ cắm tải nhá. Đó, các bạn thấy rằng là đối với cái công suất đầu vào mà đủ là sẽ bóng đèn nó sẽ sáng luôn. Đó, điện áp đây báo là 11V3. Khi mà bình xuống 10V là con này nó sẽ ngắt các bạn nhá. Nó ngắt bảo vệ thấp áp. Và con này nó có bảo vệ quá tải luôn, rất là hay. Nhưng mà đối với cái video này thì mình đang test tải, tức là test chạy trước khi mà giao hàng cho khách. Đó, bao chạy luôn. Mặc dù là nó không có bảo hành, với cái giá là 730 là chưa bao gồm giá bảo hành, cho nên nó mới có giá rẻ như vậy. Còn nếu như một số chỗ thì mình thấy rằng họ bán có bảo hành thì nó lên tới xấp xỉ 1 triệu các bạn nhá. Đó, thì cái này thì mình sẽ bán với hình thức là không bảo hành nhưng mà test chạy trước khi gửi đi. Và các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta mua với hình thức này thì nó cũng là sống, chạy gửi đi không bị lỗi lầm gì. Và chúng ta sẽ rẻ hơn được khoảng tầm 200 đến hơn 200 nghìn các bạn nhé. Đó, như một bộ như này là test đã chạy rồi, ok này. Vừa có chống cặp ngược, vừa có chống quá tải và có bảo vệ thấp áp. Thì với một cái bộ kích điện này giá của nó rất là phải chăng. Chỉ có 730 thôi các bạn. Chạy quạt êm ru luôn như điện lưới. Đây là sóng sin nha. Nếu chúng ta không biết mua thì với cái giá thành này chúng ta cũng chỉ có thể mua được một bộ sóng vuông thôi. Mà sóng vuông thì các bạn biết rồi, khi chạy quạt nó sẽ bị kêu. Nó sẽ chạy kêu và cháy quạt. Còn đối với sóng sin thì nó chạy rất là êm. Ở đây thì mình sẽ phải thử tải với cái bộ trên nguồn, trên bàn mới đủ được. Đó, báo điện áp này. Bây giờ mình sẽ cắm tải này. Đó. Cái quạt gió này nó sẽ chạy thông minh các bạn nha. Khi chúng ta có tải cao nó chạy nhanh và tải nhỏ chạy thấp nha. Tốc độ thấp nha. Đó. Như vậy là con này ok luôn này.
những con nào ok mới gửi đi các bạn nhé. Còn các bạn có thể mua chỗ khác thì mình cũng không đảm bảo chắc chắn rằng là họ sẽ tải thử cho các bạn. Và đặc biệt là tải thử cao như thế này. Đây là bóng đèn sợi đốt công suất lớn luôn này. Đó. Đây là tải công suất lớn luôn. Con nào mà lỗi các thứ là lỗi ngay ban đầu luôn. Còn những con nào nó chạy thì thường thường ít khi là mà lỗi lặt vặt các bạn. Cho nên như thế này, khi test như này là rất là ok rồi. Hộp của nó đây, bao bì rất là đẹp luôn. Đó, và khi gửi đi thì mình còn phải đóng gói thêm cả xốp các thứ nha. Với loại này thì nó sẽ là loại 12V 1600W đấy, chưa đánh nha, 1600W. Và công suất đấy là công suất tức thời các bạn nhá. Mình nói luôn, một số chỗ nó không nói về cái này đâu. Các bạn cứ nghĩ rằng 1600W này là máy 1600W là không phải đâu nhá. Mình nói luôn là 1600W này nó chỉ đạt đỉnh công suất khởi động thôi. Còn công suất liên tục thì các bạn chạy được là 700W. Mình đã thử nồi cơm 700W nhà mình nó chạy ok. Nhưng mà tất nhiên là khi chúng ta muốn bền hơn thì chúng ta sẽ chạy dưới công suất 700W đó các bạn nhá. Còn nếu chạy thì vẫn được, đâu chả vấn đề gì cả. Đó. Một bộ kích điện 12V mà giá gần như là siêu rẻ luôn. 730.000. Bao ship toàn quốc. Loại 1600W tức thời và 700W liên tục. Mình bán hàng thì nó có như nào mình nói rõ luôn như vậy, chứ không nói úp mở thì mình sẽ nói luôn là cái loại này sẽ chạy được 700W các bạn nhá. Còn 1600 là công suất mà nó chỉ là đạt tức thời thôi, thời gian ngắn, khởi động trong vòng 1 giây đồng hồ chẳng hạn thôi. Đó. Với các máy thì sẽ đều test hết rồi mới gửi đi. Và hình thức bán thì mình vẫn bán theo hình thức là không bảo hành các bạn nhá, để có cái giá là rẻ nhất, phù hợp nhất cho mọi người. Nhưng mà sẽ test sống như này là các bạn cứ chú ý là test sống là ok các bạn. Đó. Ngoài ra thì con này nó có khởi động mềm nha. Chức năng thì rất là hay. Có bảo vệ quá tải, bảo vệ thấp áp, chống đấu ngược cực ắc quy, cặp nhầm ắc quy không sao. Điện áp thì nó là sóng sinh chuẩn, chạy quạt êm ru và có khởi động mềm luôn. Đó. Quạt gió thì con này sẽ chạy quạt gió là kiểu auto fan. Nó kiểu như cứ có tải cao thì nó mới chạy các bạn nhé. Còn nếu như tải thấp là không chạy. Nếu như tải thấp mà nhiệt độ lên tới khoảng trên 40 độ thì bắt đầu nó cũng chạy. Nó lại quạt gió nó sẽ thiết kế theo kiểu là auto. Về hình thức thì nó cũng khá là đẹp. Giá thành rẻ 730.000. Phải nói là không còn cái loại nào rẻ hơn nữa. Mà chất lượng con này thì nó đã được khẳng định trên thị trường rất lâu rồi. Cho nên là mình mới nhập về. Đó. Tất cả sẽ đều test ok mới gửi đi các bạn nhé. Đây là mình đang test 10 cái này để chuẩn bị trước khi gửi đi cho khách như này. Con nào cũng sẽ test hết, 100% là sẽ test. Và test cả tải cao luôn các bạn. Gần như cái chế độ này thì mình nghĩ rằng ít shop nào mà test như này cho mình giống như mình mà trước khi gửi đi các bạn nhé. Và bán hàng thì cũng nói rõ luôn các bạn, công suất nó đề ở đây thì nó là công suất tức thời thôi, còn công suất liên tục là 700W. Thứ hai nữa là không bảo hành, nói rõ luôn. Đó. Đây nó nhà xuất xưởng nó cũng đã kiểm tra rồi, tất cả các bộ này nó đều bật chạy để nó kiểm tra rồi, nhưng mình về mình sẽ kiểm tra thêm lần nữa. Đó, các bạn thấy rằng nó sẽ khởi động mềm này. Đó. Điện áp 11.4 thì nó vẫn chạy nha. Xuống đến khoảng tầm hơn 10V nó bắt đầu ngắt. Đấy là nó bảo vệ ắc quy. Những ai mà chúng ta quan tâm về cái bộ kích điện 12V 730.000 bao ship này thì các bạn sẽ nhắn tin qua cái Zalo của mình nhá. Zalo mình sẽ đặt ở trong cái video này. Đặt ở trong cái video này thì các bạn sẽ nhắn tin qua Zalo. Các bạn sẽ nhắn tin Zalo nó chủ động hơn nhé. Còn gọi điện thì bên mình rất là bận, cho nên là nhiều khi lại không nghe được máy ấy. Nên các bạn cứ nhắn tin qua, nội dung đặt hàng là tên, địa chỉ, số điện thoại, rồi là kèm theo là cái mã hàng, ví dụ như là bộ kích điện 12V 730.000 nhé. Bởi vì bên mình có cả những bộ kích điện 12V mà nó lên tới 1.8 triệu nữa, 1.8 triệu chưa bao ship nữa. Đấy là bộ bên mình lắp ráp các bạn nhé. Đó, còn đây là bộ kích điện 12V 730.000 bao ship, sóng xin chuẩn luôn. Mình đã có video đo rồi và mình sẽ đặt cái link cho các bạn xem cái video mình đo cái sóng, dạng sóng của con này nhé. Ở dưới phần mô tả video các bạn có thể kích vào xem nhé. Video này là mình sẽ giới thiệu lại cũng như là mình sẽ test tải của 10 cái bộ kích điện này trước khi gửi hàng đi. Ngày hôm nay sẽ đóng gói hết sạch 10 con này luôn. Đó, test
xét ok mới gửi đi các bạn nhé. Đó, giá là 730.000 bao ship và dạng sóng xin chuẩn, công suất thực liên tục 700W, công suất khởi động tức thời 1600W. Đó, các bạn nhìn thấy này, nhiều chỗ nó đề 1600W này nhưng nó không đề công suất thực bao nhiêu đâu, cho nên là chúng ta sẽ nhầm lẫn về công suất này nhé. Con này nó có độ ổn định rất là cao cho nên là mình mới nhập về, chứ các bạn mà hình dung như là nếu như độ ổn định mà nó thấp ấy thì mình cũng chả dám bán đâu, bởi vì lãi mỗi một con này được vài chục nghìn, mà trong khi đó chỉ cần một con này mà lỗi rồi nhá là cái việc mà vấn đề rất là lằng nhằng để mà gửi về cho hàng bên Trung Quốc thì để bảo hành các thứ rất lằng nhằng, thậm chí là nó rất là lâu có thể còn không được. Cho nên là các bạn biết rằng là độ ổn định cao như vậy mình mới dám nhập về nha các bạn nhá. Đó, một con này mà nó bị lỗi là bên mình đã phải thiệt hại rất nhiều con mới có thể đáp ứng lại được, bù lại được. Cho nên là mình phải tính xem là nó ổn định hay không, nhập về thử nghiệm các thứ thì mình mới làm. Và cũng tham khảo rất là nhiều anh em đã dùng rồi, cho nên là người ta đánh giá rất tốt thì mình mới nhập về. Giá của con này thì bên mình bán công khai luôn 730.000, nhưng mình sẽ test chạy trước khi gửi đi, bao ship rồi và không bảo hành các bạn nhé. Máy thì rất đẹp luôn, tất cả máy nó sẽ đều có dây nha các bạn nhé, đều có dây này. Đó, thì mình đang lấy thử một con ra để mình thử tất cả các máy này, đỡ phải gỡ dây. Cặp ngược cũng chả vấn đề gì các bạn nha. Cặp ngược cũng không vấn đề gì. Đây, ví dụ mình cặp ngược lại cho các bạn xem này. Đỏ vào âm này, đen thì vào đỏ này, mình quẹt thử xem nó tóe lửa không, không tóe lửa gì đúng không ạ. Cặp luôn vào không chạy này, bật công tắc không lên này. Đó, bây giờ thì mình sẽ cặp đúng cực tính lại thì nó lại chạy này. Bảo vệ an toàn như thế này thì các bạn yên tâm luôn là nó chạy sẽ ổn định. Đó, với cái bình này của mình không đủ tải cho cái bóng đèn này đâu nha. Bóng đèn này thử tải công suất rất cao, tải gần như đủ công suất của con này chạy được đấy các bạn. Thì các bạn cứ yên tâm là khi mình đã test là ok luôn, không lỗi gì hết. Đó, bây giờ mình sẽ lại tiếp tục test tải. Tất cả các máy đều phải test như vậy hết trước khi gửi đi. Cắm sốc tải luôn. Đó, cái áp báo này, đèn xanh này, tắt mở này, quạt gió thì chạy thông minh luôn. Rồi ở đây thì còn khoảng 4 con nữa thì mình cũng sẽ test lốt như thế này. Nhưng ai mà quan tâm thì các bạn có thể đặt hàng qua hình thức là nhắn tin hoặc liên hệ cho mình qua cái số Zalo trong cái video này nhá. Còn cái video này chắc là mình sẽ kết thúc ở đây thôi, chứ còn cho các bạn xem mình test lốt mấy cái này nó cũng sẽ mất thời gian các bạn nhá. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.